Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng em phá cái đầu tiên nha. How of Stand Arena. Ở tựa game này thì các bạn sẽ ở trong một ngôi nhà ma. Và trong này thì các bạn phải đi tìm 8 mẩu giấy. Và khi đủ 8 mẩu giấy, các bạn sẽ mở ở trong một cái hộp. Và cái hộp đó ở đâu? Thì nó nằm ở chỗ đây, bên tay phải mình đây. Và cái hộp này, khi các bạn có đủ 8 mẩu giấy, các bạn sẽ mở được cái hộp này ra. Rồi, let's go. Bây giờ thì mình sẽ vào đây, đi đường bên phải đầu tiên. Tiếp tục, mình sẽ vào căn phòng đầu tiên này đi. Không có gì ở căn phòng này cả. Có một chiếc chìa khóa. Rồi. Tiếp theo. Ok. Tiên. Rồi, mở thứ hai. Mở thứ ba. Mẩu thứ 5 đây rồi. Cái bếp này không có một tí ánh sáng nào. Oh my god. Khi các bạn tìm hết ở tầng 1 thì sau đó sẽ lên tầng 2. Và tầng 1 thì còn một căn phòng mình chưa dám vào. Bởi vì căn phòng đó mà vào thì ông quỷ chúng ta sẽ xuất hiện. Cho nên căn phòng đó để cuối cùng, nếu mà các bạn không tìm hết thì các bạn sẽ vào căn phòng đó và tìm tiếp xem còn mẩu giấy nào không. Bởi vì nếu các bạn vào đó tìm thì nhìn một bức ảnh đó là sẽ, thì ông ta sẽ xuất hiện ra ngay. Và lúc đó thì các bạn sẽ lại tăng thêm độ khó. Cho nên các bạn đừng tìm kiếm chỗ căn phòng đó vội. Căn phòng ở dưới tầng 1. Và căn phòng đó có một bức ảnh. Khi các bạn nhìn vào bức ảnh thì sẽ xuất hiện ông quỷ. Rất là khiếp luôn. Wow, đây là đứa con của ông quỷ và bà ma. Rồi, các bạn cứ đi tìm và tìm tất cả những chìa khóa, sau đó thì mở ra và tìm đủ 8 mẩu giấy này. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ hai, Stickman Cyberdex Equipe Line. Equipe 2. Let's go. Oh my god. Rồi, cái like xem. Một chiều không gian khác. Bước vào nào. Ra luôn ngoài vũ trụ luôn. Thế thì không sống được rồi. Đi luôn. Rồi, mình sẽ chọn cái này đi. Thank you.
lấy khẩu súng này. Ok, sau đó thì mình sẽ thoát ra ngoài. Rồi, let's go. Chuyên sử hóa. Sang đây đi. Sau đó thì mình sẽ lên trên này. Rồi. Dù. Bay được rồi. Ok. Một cái máy khoan. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái gần thứ 3, Ear Trigger 2. Let's go. Ok, boss. Love big guns. Ok, let's go. Ở đây thì mình sẽ phải tiêu diệt ông chàng zombie. Yes, sauce. Sư đôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư. Silent Hill Horror. Let's go. Chiếc xe của mình đã bị hỏng do đâm phải một con hươu. Rồi, mình sẽ đi mà. Xuyên hìa, wow. Anh chàng này rất là cao luôn. Rồi, bắt đầu vào bên trong. Mình sẽ bật đèn lên. Tòa nhà của người dân ở đây, nhưng các bạn sẽ không vào được bên trong tòa nhà này. Những tòa nhà này chỉ dựng lên thôi.
về Sương Hia đang gần đây. Mình sẽ đi tìm xung quanh đây xem có gì không. Tòa nhà rất cao ở trên núi này. Không biết là trên núi này ở đâu. Không phải là núi mà ở đây. Wow, tòa nhà rất to luôn. Không biết xung quanh đây có gì không. Không có gì luôn. Mà cũng không có cửa để các bạn vào. Ồ, tiếng sinh hìa gần đây. Wow, chạy thôi. Con tàu rất là to. Oh my god, đi mát rồi. Wow. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 5. Okay, let's go. Things are never quite what they seem. I'm still alive. I'm still alive. How is it possible? I'm still bleeding. I need to find something to heal myself. Wow, nhìn rất là kinh dị luôn. Đúng là một tựa game kinh dị. Ok, hit a skis. Và mình sẽ ấn vào cái này. Đúng nhỉ. Chuẩn luôn. Chìa khóa chăng? Đúng rồi. Thế thì mình sẽ mở được cánh cửa này ra. Tìm lại xem thế nào. Ok, bắt đầu bước sâu bên trong. Rất là kinh dị luôn. Hello, Rose. How are you today? Các bạn có thể tắt tiếng nhạc của mình. Tắt tiếng của cái này. Rồi. Và mình sẽ xem xung quanh đây có gì không. Có gì đó vẫn được đấy trong này. Đây rồi. Đường đen. Where am I?
Gosh. Có gì ở trong này? Một 979. Một tờ báo. That was more than 10 years ago, and the asylum never opened its doors again. Chắc đi. Ai kêu cứu đây? Ai kêu cứu đây? Cũng là một tựa game kinh dị. Rất là khiếp luôn. Đó, và tựa game này cũng khá là dài. Đó, rồi các bạn cứ thế rồi tiến vào trong. So. Để gì đây? Gus. Cold place. Well, my dear, I'm afraid it's your fault. We told you not to trust anyone. What's that? You finally found me. Unfortunately, I don't have all the answers you seek, but I'm sure you're. Ở đây cánh cửa. Cần phải tìm một tấm cạc. Các bạn phải đi tìm một tấm cạc. Sau đó thì mở cánh cửa đó ra. Rồi ok. Và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. SCP-096 Play. Let's go. Ok. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến vào đây. Báo có một con yêu quái. The object 96 escaped. All personnel to the rendezvous point immediately. Attention, all exits from the fifth level was closed. Please everyone. Oh my gosh. Các bạn mà đứng im một lúc thì con yêu quái nó sẽ giết các bạn ngay. Cái này có gì không? Không có gì ở đây. Không có gì. Rồi, tiến sâu bên trong. Đây có một nối. Nối này cụt à? Từ từ, mình sẽ xem mấy nối này xem thế nào đã. Chắc chắn lối này có lối đi. Ok. Tiến sâu tiếp là. Oh my gosh. Rồi, lối này rất là rộng dài luôn. Cửa này không mở được rồi. Đúng như là một mê cung. Thank you.
là lên lại chỗ cũ. Oh my god. Wow, một con quỷ. Wow, sự cơ minh. Wow, 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 wow. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Let's go. Trong sâu đây. Nó này không đi được rồi. Wow, đúng là một mê cung luôn. Bây giờ thì mình sẽ phải tìm một ngôi nhà. Đây rồi. Kovash. Nhảy vào trong. Quần đây. Phiên bản này rất là tối luôn, không như phiên bản trước. Đó là phiên bản trước các bạn sẽ chơi vào ban ngày. Ở đây là một phiên bản các bạn chơi vào buổi tối. Nó sẽ gay cấn hơn và nó khiếp hơn. Oh my god. Wow. Khiêu ông ta ra một đòn kết liễu nhanh thật. Nó giật mình luôn. Mình không nghĩ rằng là ông ta đang ở đấy. Không một tiếng gì luôn. Các bạn sẽ cầm một viên gạch. Ví dụ ông ta đến gần thì các bạn có thể ném vào ông ta. Để mình thử xem có sao không. Chúng bạn mình sẽ vào đây xem thế nào nữa. Rồi đi ra ngoài. Mà anh chàng nó bị rốt rồi trong này. Rồi, mình sẽ thử ném xem. Oh my god, ông ta không biết gì. Wow. Cái liễu rất là nhanh. Rồi, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Đây. Ok. Rồi ok. Tiếp tục. Bóng bầu phải có chiếc chìa khóa. Rồi mình sẽ ra ngoài đây. Có tiếng chuông. Ngoài đây có một chiếc ô tô. Có người trong này. Wow. Sao
xem chiếc ô tô kia như thế nào. Rất nhiều ngôi nhà luôn. Oh my god, xin hiểu. Đây có một chiếc ô tô này. Wow, bị ông ta bắn mất rồi. Oh my god. So, ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.